Vào sáng nay, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cho các cầu thủ U23 Việt Nam thả lỏng và vận động nhẹ trong khuôn viên khách sạn. Chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc mong muốn các cầu thủ có được trạng thái thể lực tốt nhất trước trận đấu với Jordan. Và cuộc họp đội vào trưa nay sẽ là lúc ông Park làm công tác tinh thần cho các học trò để toàn đội vào sân với quyết tâm và ý chí mạnh mẽ nhất. Trước đó, những sự chuẩn bị về chiến thuật đã được ông Park và các cộng sự trong bàn huấn luyện phân tích rất kỹ. Trong đó trọng tâm chính là sự đối phó của hàng thủ với những đường truyền dài vượt tuyến ra sau lưng cặp trung vệ mà đội tuyển U23 Jordan vẫn thường xuyên sử dụng. Ngoài ra, các cầu thủ cũng đã được yêu cầu dứt điểm từ xa nhiều hơn mỗi khi có cơ hội. Về tình hình lực lượng, tin vui là Đình Trọng đã hoàn toàn khỏe mạnh và có được cảm giác thi đấu tốt. Thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng đã sẵn sàng ra sân nếu được lựa chọn và Tấn Tài đã trở lại sau án treo giò. Tại bảng D sau loạt trận mở màn, U23 Jordan đang dẫn đầu với 3 điểm. Theo sau là đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bởi thế mà cả Jordan và Việt Nam đều có những quyết tâm rất lớn trong trận cầu vào tối nay. Bởi nếu giành 3 điểm, Jordan sẽ sớm giành vé góp mặt tại tứ kết. Trong khi đó, 3 điểm giành được sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mở rộng cánh cửa để đi tiếp. Thưa quý vị các bạn, tin vui đối với chúng ta lúc này là U23 Việt Nam hiện tại các cầu thủ đều khỏe mạnh và không có ai sẽ phải vắng mặt vì chấn thương cũng như thẻ phạt. Đây sẽ là cơ sở để Park Hang-seo đưa ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu với U23 Jordan vào tối nay. Còn đây là đội hình dự kiến của chúng tôi, sẽ không có nhiều khác biệt so với trận đấu ra quân gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ngoại trừ hai sự thay đổi người. Đình Trọng sau màn trình diễn tượng sẽ quay trở lại đội hình xuất phát cùng với Thành Trung và Ngọc Bảo. Trong đó, hàng tiền vệ 5 người sẽ đón chào sự trở lại của Hồ Tuấn Tài. Các gương mặt còn lại như Thanh Thịnh, Đức Chiến, Quang Hải cũng như là Hoàng Đức sẽ được giữ nguyên, cũng như là hai tiền đạo Đức Trinh và Tiến Linh. Đến lúc này chúng tôi đã hoàn tất sự chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Những trận đấu của Việt Nam được ban huấn luyện phân tích kỹ lưỡng. Đó là một đội bóng mạnh, chơi kỷ luật và không dễ đối phó. Nhiều cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao như cầu thủ mang áo số 22 hay 19. Đó là những cầu thủ xuất sắc. Trận đấu với Việt Nam là rất quan trọng và tôi mong khi nó kết thúc, chúng tôi sẽ có một vé vào vòng đấu tiếp theo. Tôi cho rằng bất cứ một nền bóng đá nào muốn phát triển đều cần những cầu thủ mang tính biểu tượng như là Quang Hải. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh trong 3 đến 4 năm tới khi có những cầu thủ như vậy để các cổ động viên quan tâm tới bóng đá. Tôi đã thấy hàng ngàn cổ động viên Việt Nam tới Indonesia để cổ vũ cho đội tuyển và điều đó thật tuyệt vời. Phần lớn các cầu thủ của chúng tôi chỉ chơi những trận đấu giao hữu tại địa phương chứ không được thi đấu trong một giải chuyên nghiệp ở các câu lạc bộ. Chúng tôi hy vọng về giải chuyên nghiệp trong tương lai, nhưng trước mắt họ cần thể hiện mình trước Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato sẽ bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Jordan ở loạt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào ngày hôm nay. Đáng chú ý, ông Ryuji Sato chính là trọng tài nước ngoài đầu tiên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời làm nhiệm vụ tại giải vô địch quốc gia. Đó là thời điểm ông Sato điều khiển trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Thanh Hóa vào ngày 12 tháng 6 năm 2014. Các trợ lý của ông Sato ở trận đấu sắp tới cũng đến từ Nhật Bản, gồm các ông Mihara, Hiroshi và trọng tài thứ tư Minoru. Sau chuyến bay kéo dài hơn 3 tiếng, các thành viên câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã có mặt tại Malaysia. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh được đặc cách hội quân muộn vào ngày 16 tháng 1 để tổ chức lễ ân hỏi một ngày trước đó. Giải giao hữu quốc tế tại Malaysia là cơ hội rất tốt để giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác thi đấu sau quãng nghỉ. Trước khi có mặt tại đây, Ibukebe đã nói lời chia tay. Và lúc này, Moses, Rimario và Omar là những ngoại binh của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Mất thêm một tiếng di chuyển từ sân bay về khách sạn tại Selangor, toàn đội cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi trước khi bước vào những trận đấu với mật độ dày đặc ở phía trước. Lịch thi đấu của câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian có mặt ở Malaysia là rất dày, 4 trận trong có 7 ngày. Ngày 13 và 15 đó là những trận đấu tập với những đội bóng của Malaysia. Đến ngày 18 và 19, 2 ngày liên tiếp là những đối thủ Bangkok United và Persib Bandung. Những đội bóng cũng tham dự giải Tứ Hùng diễn ra ở Selangor. Lần này sang Malaysia, câu lạc bộ Hà Nội có 24 thành viên, 1/3 trong số đó là những người trẻ. 5 cầu thủ đang bận tập trung của U23 Việt Nam và rõ ràng giải đấu ở Malaysia là cơ hội cọ sát cho những cầu thủ trẻ có được kinh nghiệm trước khi V-League 2020 diễn ra. Ekip Duy Anh
và Trần Hoàng tác nghiệp tại Selangor, Malaysia.